không thấy cảnh sát giao thông anh em ơi. Chắc là nắng quá mấy ông núp hết trơn, không thấy một ông luôn. Ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Thì hiện tại là mình đang chạy về nhà. Bây giờ là 11 giờ 11 phút, mình đang ở trên quốc lộ 20, cầu La Ngà chạy về. Không biết hôm nay có bắn tốc độ hay là không anh em. Ở dưới này có một cái chốt, thì mình sẽ chạy bình thường qua xem là mình có bị lụm hay là không nha. Chạy nhanh không dám chạy, chạy chậm không dám chạy. Nói chung mùa này đi xe độ khó quá anh em ơi. Ok, thì hôm nay mình sẽ thử thách, mình lấy chiếc xe Raider 68 Genjin của mình chạy qua chốt xem là có bị lụm hay là không nha anh em. Nhưng mà yêu cầu là mình phải chạy đúng tốc độ nha anh em. Tại vì cái chốt này mình nghĩ là có bắn tốc độ, nhưng mà tùy lúc anh em, có lúc bắn, có lúc không bắn. Mình thì mình không có nhậu cho nên là mình không có sợ bị đo nồng độ cồn. Đi tour mà ai nhậu chi. Hiện tại là mình đang chạy về nhà nha anh em. Hiện tại là mình đang chạy ngược về nhà. Hôm nay mình có một cái tour đi Thác Mai. Anh em mình chạy về trong buổi. Cái tour này gọi là tour trong buổi chứ không phải là trong ngày. Anh em mình đi hồi lúc 5 giờ sáng, tới nơi chơi đã đời luôn. Bây giờ là 11 giờ mấy rồi. Chạy về giấc trưa luôn anh em ơi. Wow. Xe này nếu mà bị lụm lại thì cũng đâu có gì đâu phạt. Ngoài cái phần máy thì cái xe mình như zin nha anh em. Máy thì mình có làm 68 nhưng mà mình chạy không nhiêu hết á. Máy thì nó mạnh nhưng mà ra đường là chạy thua xe zin nữa. Đường này cho chạy bao nhiêu ta? Đoạn này chắc là cho chạy 50 anh em. Quốc lộ mà trong thị trấn, thành thị á, thì mình chạy được 50. Còn những cái đoạn mà qua thị trấn thì mình chạy được 60. Mà cái xe mình là tới 150 phân khối. Qua cái đoạn này thì sẽ tới cái chốt nha anh em. Nếu mà đi đàng hoàng lịch sự mình nghĩ là không sao. Kiểu này tiết kiệm xăng anh em. Nếu mà chạy bào liên tục á là xăng nào chịu nổi. Mình chạy tầm 60, mình chạy đều đều, biết chừng nào mới đổ xăng. Cái đoạn này có một cái chốt vào ban đêm nè. Hôm trước là mình đi đường rừng để mà xuyên qua cái chốt chỗ này. Cái chốt chỗ này á, 5 giờ sáng mà bắn tốc độ nha anh em. Bây giờ thì không biết còn hay là không. Bình thường là mấy anh hay đứng chỗ này vào ban đêm nè. Bây giờ theo mình thấy là mấy anh hay đứng ở những cái chốt lớn. Còn đứng lẻ tẻ kiểu này mình hết thấy đứng. Tới chốt anh em ơi, tới chốt anh em ơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hình như cái đường này luồn được nè.
không thấy cảnh sát giao thông anh em ơi, chắc là nắng quá mấy ông núp hết trơn, không thấy một ông luôn. Vậy là không có bắt anh em ơi, chạy bình thường, không có bắt nha. Chốt thì để 24/24 nhưng mà có giờ nghỉ nha anh em, không phải là mấy ông đứng bắt suốt. Mình nghĩ anh em nên đi vào giấc rạng sáng tầm khoảng 4-5 giờ là ok, hoặc là giấc trưa. Giấc trưa là không có, có điều hơi nắng, đúng không? Là ok. Còn anh em mà đi vào giấc 7-8 giờ, 9-10 giờ thì mình nghĩ giờ đó mấy anh bắt rất là nhiều, thì cũng đo nồng độ cồn xong rồi cho đi thôi, chứ cũng không có căng thẳng lắm đâu. Đừng quá lo lắng anh em. Đây, nguyên chiếc clip luôn, cảnh sát giao thông luôn. Chạy bình thường thì không có ai ghét anh em. Có điều lâu về tới nhà, nãy giờ mình chạy 60. Từ nhỏ tới lớn mới thấy đi tour bị bắt đo nồng độ cồn anh em. Có bạn nào đi tour mà nhậu không? Mấy hôm nay mình lên mạng mình xem clip YouTube của anh em quay á, thì mấy bạn này đi tour đội nón full face mặc giáp mà bị cảnh sát giao thông bắt đo nồng độ cồn. Nói chung là uống rượu bia thì không nên lái xe. Còn đi tour thì càng không nên uống rượu bia. Mình rất là ủng hộ. Đường về thì không có chốt, có cái chốt bên này. Chốt bên này anh em nào đi ban đêm á, đường đi là sẽ gặp sáng, trưa, chiều, tối. Nói chung cảnh sát giao thông ở ngoài đường nhiều á, mình chạy xe mình thấy nó an toàn anh em. Giữa khuya mình đi mà trên quốc lộ có rất là nhiều chốt chặn thì mình chạy mình cũng đỡ sợ cướp ha. Đối với những anh em nào mà đi tèn tèn như mình á, thì cái vấn đề cảnh sát giao thông nhiều ít nó không quan trọng anh em, cứ chạy bình thường. Xe mình có độ nhưng mà mình độ làm sao cho nó đàng hoàng, không có quậy phá thì mấy anh cũng cho chơi, không có gì phải quá căng thẳng. Bây giờ lên mạng mình thấy căng quá trời căng. Quốc lộ 20 10 chốt, quốc lộ 20 6 chốt, mấy ông nội YouTuber làm quá vấn đề lên, trong đó có mình luôn. Cho nên là anh em thấy tình hình nó căng thẳng, nó càng căng thẳng ha. Nhưng mà suy cho cùng cũng căng thiệt anh em. Nói qua nói lại vừa vốn. Nhưng mà nó đỡ nhiều cái lắm. Đỡ nhiều cái lắm anh em. Ví dụ bây giờ anh em chạy xe ngoài đường sẽ không thấy những ông say xỉn, không thấy những anh báo thủ, không thấy những anh say xỉn. Bình thường mình đi về là mình thấy nhiều lắm, còn bây giờ là không thấy. Đi đường cũng đỡ cướp hơn anh em. Chốt chặn nhiều cho nên là mấy cha đâu có dám đâu. Má ơi, chạy không chạy bóp kèn hoài. M
mình bị ám ảnh cái tiếng kèn của cái xe tải anh em, ám ảnh. Rồi nói chung là gần về tới nhà nha. Bây giờ mình chạy về cầu Đồng Nai thì ở đó có một cái chốt nữa. Chạy bình thường quá thôi, không có gì phải sợ. Cứ chạy bình thường anh em, không có gì phải lo lắng, lo sợ. Thua thì chung, bị bắt thì đi bộ, có chơi có chịu. Trời đất ơi, không được, nó mô hiểm, chạy cà lạng. Đó. Xe xi nhan anh em ơi. Xe nãy vượt nè. Xe nãy đang vượt nè. Phía sau chiếc xe cấp cứu nữa ông nội ơi, thôi nhường đường. Nhiều anh em có thói quen là chạy sau xe cấp cứu đu đít nó ha. Không nên nha anh em. Hồi xưa thì mình cũng có cái thói quen này. Nhưng mà mình có nghĩ tới những tình huống xấu á, thì mình thấy là không ổn tí nào. Đừng nên đu đít xe cấp cứu. Không phải là xe cấp cứu lúc nào cũng được chạy nhanh đâu. Đôi lúc là phải thắng gấp ha. Thì những lúc thắng gấp mình đằng sau mình tới là mình hung đít. Tại vì mình cứ nghĩ xe cấp cứu là được chạy, cho nên là mình cứ đu đều theo vậy nè. Khi mà thắng gấp lại một cái là mình thắng không kịp. Má ơi, em gái này chạy xe không đội nón bảo hiểm, chạy một tay luôn. Vario màu trắng, phượt ô linh, biển số 59 luôn hả? 59X3 luôn anh em ơi. Wow, gấu của bạn nào đâu? Đây là gấu của bạn nào đây? Quá ngầu luôn. Không đội nón bảo hiểm, tại sao? Lý do tại sao không đội nón bảo hiểm? Nói mình nghe thử. Ngầu hả? Chắc chắn là không ngầu rồi. Mát hả? Nắng muốn chết chứ mát gì? Tại sao lại chạy một tay? À, được, chạy một tay, chạy chậm chậm thì được, chứ chạy nhanh là không nên nha. Wow, quá dữ luôn, xe đẹp quá. Để coi phải người quen không. Không quen, lạ. Bây giờ là 12 giờ trưa anh em. Bây giờ là 12 giờ trưa. Giờ này ta nói siêu nắng. Chù chà. Wow. Hello. Gấu của ai đây? Có nhiều người vào bảo là anh Thiện chạy quá tốc độ kìa. Trời đất ơi, lâu lâu tôi dặn con cái mà làm gì thấy ghê. Bạn có dám chắc trong cuộc đời của bạn, bạn đã đi đúng luật giao thông chưa? Mà bạn nói người ta, bạn chuyển làn, bạn không bật xi nhan là bạn cũng sai rồi đó. Bạn chạy xe ra đường mà bạn chạy chậm quá là nó cũng nguy hiểm đó, chứ không phải là an toàn đâu. Nói chung là thì đôi lúc thì cũng phải châm trước những cái lỗi vặt, đúng không? Đâu phải lúc nào mình cũng đúng hết.
Hôm bữa mình mới bị nha anh em. Đây, chính xác là cái chỗ này. Cái chỗ này bây giờ nếu mà vượt á là bị lụm nha. Ừ, qua cái dù là em sẽ thấy. Giờ này không biết có không chứ chiều là có. Đó, chỗ này vượt đèn đỏ là bị lụm á. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu mình quen rồi. Hôm bữa anh mới bị luôn. Hôm bữa anh mới bị luôn mà, bị phạt luôn mà. Đây, bình thường là mấy anh sẽ đứng ở đây. Bắt đèn đỏ. Còn cái chỗ này bây giờ á, nếu mà anh em đi vào buổi chiều á là anh em sẽ hết được tự do như ngày xưa nữa. Mình nhớ ngày xưa khi mà đi về á là anh em hay chạy ngoài đây, chạy thoải mái luôn. Còn bây giờ là đầu trên một chỗ, đầu này một chỗ. Anh em nào mà lấn làng là bắt hết. Hôm bữa mình cũng mới bị. Mình cũng mới bị luôn, xong rồi mình mới biết. Trải nghiệm anh em, trải nghiệm thực tế luôn. Đó, bây giờ mình nghĩ chắc là không có, nhưng mà buổi chiều là có nha anh em. Nói chung là cũng hên xui, nhưng mà thời điểm gần đây là có. Chạy trong đây thì không sao, nhưng mà ra ngoài đây chạy á là đầu trên mấy ổng sẽ đứng đón hai làng luôn. Mà phải công nhận một điều, khi mà anh em chạy chậm á nó đỡ mất sức, đỡ mất sức lắm. Nếu mà đi một cái tour 100 mấy 200 cây mình nghĩ tèn tèn chạy nó thú vị, nó không có mệt anh em. Còn nếu mà đi tour dài á 300 cây 400 cây thì bắt buộc là mình phải biết chạy nhanh, cái đó là phải bắt buộc. Còn nếu mà đi chậm quá biết chừng nào mới tới. Nhưng mà anh em cứ đi chậm đi, an toàn là trên hết. Vừa không tốn tiền mà vừa an toàn nữa. Bây giờ còn một cái chốt ngay cầu Đồng Nai nữa nha anh em, là mình sẽ về tới nhà. Quá gian nan luôn. Đây, chốt đây. Chốt đây, chốt đây. Giống như kiểu là mấy ổng ngồi đó, mấy ổng trực chốt thôi, chứ không thấy bắt nha anh em. Không có bắt. Không có bắt. Đúng rồi, mấy ổng trực chốt thôi. Bình thường mình chạy qua mình sợ, thật sự mấy ổng không bắt anh em. Trực chốt đo nồng độ cồn. Thì nó có cái giờ mấy ổng đi ra, mấy ổng đo nồng độ cồn, còn lại là mấy ổng ngồi ở trong trực chốt. Anh em chạy qua cứ bình thường thôi, không có gì phải sợ nha. Mình thấy có nhiều bạn thông chốt nguy hiểm lắm. Có nhiều bạn là chạy ra làng xe lớn chạy luôn. Nếu mà xe bình thường thì cứ qua thôi, nhiều ông nội xe dữ quá thì cái đó mình không biết. Xe bình thường cứ qua. Bây giờ đi về. Bây giờ đi về nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video này của mình nha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.